Tập 4. Bé ngoan. Bé ngoan, có đói bụng không? Đậu 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 bay, đậu 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 bay. Đậu đậu đói rồi, đậu đậu đói rồi. Thằng bé có gì bất thường không? Chỉ có ba mẹ nó là không bình thường. Gặp phải tình huống như này, ba mẹ ai cũng đều như nhau. Bác sĩ Tả, tôi đi tìm Tử Huyên xem cô ấy hầm sữa chưa. Anh trông thằng bé giúp tôi. Cục cưng ngoan, anh làm gì vậy? Thôi nào, anh ra đây, anh ra đây. Anh gọi cái gì? Chẳng phải anh không muốn nhận đứa nhỏ sao? Đó là việc của gia đình chúng tôi. Tôi còn chưa nói tới anh. Anh muốn làm gì con tôi? Tan làm tôi muốn hẹn anh nói chuyện. Tôi không rảnh nói chuyện với anh. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Uống quá nhiều vitamin có gây dị tật thai nhi không? Không có. Không có. Được. Vậy tôi sẽ tìm người có thẩm quyền hơn để hỏi. Được thôi, anh hỏi ai thì cũng vậy thôi. Được, vậy tôi tìm viện trưởng các người để hỏi. Khoan. Anh trai, anh trai, tôi nói anh nghe, dù anh hỏi ở đâu thì tôi vẫn không hại gì gia đình anh. Tôi không muốn gì cả, tôi cũng không thèm với lương tâm. Chữa bệnh cứu người là nghĩa vụ của bác sĩ. Tôi và nhà anh không thù không quán. Tôi hại các người làm gì? Bên cạnh đó, vẫn anh là bạn của Tình Tình mà đúng không? Bạn bè, nếu là bạn thì đã nói thẳng với tôi rồi. Tôi nói thì anh có nghe sao? Tôi nói anh biết, ca phẫu thuật sức mô của con anh dù do ngoại khoa phụ trách nhưng cũng phải có bác sĩ khoa sản đi chung. Tôi đang không tin cả bệnh viện chỉ có mình anh. Bước. Sao lại là cô? Sao anh đến đây? Anh ta muốn tìm bác sĩ khoa sản khác thực hiện ca phẫu thuật sức môi. Anh à, hôm qua có hơi kích động cho tôi xin lỗi. Cô xin lỗi tôi đúng không? Tôi không chấp nhận. Cho tôi hỏi, trong khoa sản này còn ai không? Có chứ. Bác sĩ Đổng, nhưng anh ấy đang nghỉ bù phép, là người đã cứu vợ anh đó. Chủ nhiệm hôm nay không làm. Chuyên môn của bác sĩ Mã là phục hồi sau sinh, không tham gia phẫu thuật được. Hai người bắt tay nhau đối phó tôi đúng không? Có còn pháp luật nữa không? Chúng tôi chính là những bác sĩ giỏi nhất trong khoa sản. Nếu muốn người khác, anh cứ tự chọn. Được. Vậy tôi đợi chủ nhiệm của các người. Hay bác sĩ Đồng tới là được. Cũng được. Nhưng bệnh viện của chúng tôi rất là dân chủ. Chúng tôi bỏ phiếu để chọn người tham gia phẫu thuật. Tôi không tin. Tôi sẽ đi tìm viện trưởng của các người. Tôi nghĩ anh nên quên nói đi. Tiết kiệm công sức thuyết phục vợ anh. Trẻ con trong thời kỳ bú sữa mẹ không thể dùng sữa bột máy được. Viện trưởng đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Cuối cùng người làm vẫn là chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi là bác sĩ, không thể lấy công làm tư, không thể phá hỏng mọi thứ. Chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật nhi khoa chính là bạn thời đại học của bác sĩ Tả đây. Chúng tôi có thể giới thiệu cho anh. Được. Được. Tôi phục. Tôi phục. Anh trai, bớt giận đi. Đã nói đến mức này rồi, cũng nên chấm dứt thôi. Hay là như vậy đi, tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến anh. Tôi xin lỗi, được không? Cũng được đó, đại trượng phu. Lại nói với viện trưởng. Đâu có ai. Tôi nói đại đó. Thông minh. Người anh em,
Ở chỗ tôi có một ca sứt môi, chưa tới một tuần, có thể khâu lại được không? Đừng có nói không với tôi. Tiểu phẫu thì khi nào cũng được, không cần đợi đủ 3 tháng tuổi, càng nhanh thì càng tốt. Nhưng cậu cần tìm người của khoa ngoại nhi để sắp xếp. Hiểu rồi. Chị ơi, chị không ở trong phòng bệnh, cứ chạy tới phòng khám làm gì? Tôi nói cậu nghe, khi nãy tôi lại cố thuyết phục Lý Na, nhưng cô ấy không chịu nghe. Thấy đứa nhỏ tội nghiệp, lòng tôi thật sự cảm thấy khó chịu. Đừng mà chị Phan, chị có thể được khóc lóc ở chỗ tôi được không? Cậu cứ xem tôi là bệnh nhân đi, để tôi ngồi đây một chút cũng không được sao? Tôi đâu phải là bác sĩ tâm lý. Tôi cho chị một ý tưởng, chỉ về nói với Lý Na, không thấy đứa nhỏ đâu, rồi xem cô ấy có vội không. Bảo đảm tình mẹ sẽ bị kích thích ngay. Thật không? Tôi lừa chị làm gì? Chị chưa từng làm mẹ thì sao biết được? Cậu làm mẹ rồi hả? Cậu đúng là hết chuyện để nói. Sao lại nói chuyện với tôi như vậy? Tôi sai, tôi đáng đánh, tôi đáng đánh. Chị ơi, mau đứng dậy, nâng hông, nâng hông uống gối. Chỗ tôi vẫn còn bệnh nhân, ý tưởng của cậu được không đó? Được, rất là được. Được thật hả? Được mà, được mà. Được mà, được mà, chắc chắn được. Cô Lý, bệnh viện của chúng tôi chưa từng xuất hiện tình trạng ôm nhầm trẻ hoặc là lạc mất trẻ. Chuyện này cô phải tin tưởng chúng tôi. Đúng vậy, bác sĩ đã nói rồi. Chỉ cần thực hiện một ca phẫu thuật thì sau này sẽ không để lại di chứng gì. Bác sĩ cũng nói vitamin tổng hợp mà em uống là thuốc giảm đau co tử cung. Em tin được không? Cô Lý, xin cô yên tâm. Mỗi em bé vừa chào đời ở chỗ chúng tôi đều có vòng tay riêng, cho nên cô yên tâm không sai đâu. Cô nói gì vậy? Lý Na, tôi muốn hỏi một chút. Đứa nhỏ đó cô không cần thật sao? Đúng. Không cần. Không phải con mình, đưa nó làm gì? Vậy chúng tôi yên tâm rồi. Cô nói rõ ra xem, ý cô là sao đây? Là như này, sáng hôm nay đứa trẻ đó không biết tại sao lại biến mất rồi. Nhưng vì hai người đã không cần nên chúng tôi cũng thoải mái hơn. Cô nói cái gì? Cô nói cái gì? Đứa nhỏ đâu rồi? Cô đừng kích động. Đứa nhỏ, ai đó không cần nữa. Đừng kích động, đừng kích động. Nếu nào tôi cũng vì tốt cho cô. Cô nghe tôi nói, cho dù đứa nhỏ này có ra sao thì có cha mẹ nào mà không thương con mình chứ? Cô nói có đúng không? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cô đừng khóc. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô ấy. Thì anh khuyên cô ấy đi, tôi ra ngoài. Vợ ơi, em đau chết mất. Con của Lý Na đâu? Mau đi tìm. Chị Mỹ Lệ, đứa nhỏ không thấy. Sao có thể không thấy đứa nhỏ được? Bệnh viện chưa xảy ra trường hợp này bao giờ. Lúc nãy em chỉ đi ra ngoài một lát, sau đó em vào bác sĩ Tả trông giúp đứa nhỏ. Sao chuyện này lại xảy ra được? Được rồi, đừng nói nữa, mau đi tìm đi. Làm gì đó, làm gì đó. Hấp tấp hấp tấp. Sao rồi y tá Vương? Chuyện Lý Na giải quyết xong chưa? Có chuyện lớn rồi, đứa nhỏ mất tích. Được rồi, đừng lấy chuyện tôi dạy chị Phan ra hù tôi. Anh dạy hả? Bác sĩ Tả, anh mới từ phòng điều trị ra. Đứa nhỏ đâu? Anh thấy không? Tuyệt đối không được để lộ chuyện này. Tôi đi kiểm tra camera giám sát, an ủi người nhà. Được, đi, chúng ta đi tìm. Chồng ơi, mấy giờ rồi? Chúng ta đợi lâu lắm rồi. Sao còn chưa tìm thấy con mình nữa?
Có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Gặp chuyện ngoài ý muốn. Không sao, không sao. Không sao thật mà. Thật ra tôi cảm thấy hai người không nên trách bác sĩ Tả. Nếu anh ấy không nghĩ ra biện pháp này thì sao cô có thể chấp nhận con của mình? Có phải không? Lại là anh ta. Đứa nhỏ bình an vô sự, thật sự không sao cả. Hai người yên tâm, yên tâm. Hay tôi qua đó ứng phó một chút? Không được. Cô cứ nói thật. Lỡ như không tìm thấy đứa nhỏ, báo cảnh sát tìm cũng mất thời gian, kéo dài không phải cách tốt. Hay là Lina, bác sĩ Tiền, con tôi đâu? Các người không ôm con tôi tới sao? Gọi cảnh sát chưa? Các người còn đứng đây làm gì? Chồng ơi, sao lại gọi cảnh sát? Đã xảy ra chuyện gì? Chờ thêm chút đi, biết đâu là ôm nhầm thật. Bác sĩ Tả đi kiểm tra camera giám sát. Sao lại là anh ta nữa? Anh ta hại con tôi mất tích. Cách tội tệ này cũng là của anh ta. Có phải anh ta đang nhắm vào tôi không? Nhắm vào anh thì có lợi gì chứ? Anh ta trả thù tôi vì tôi hại anh ta chia tay. Đây không phải đều là lý do sao? Không đâu, bác sĩ Tả không phải là người như vậy. Không thể nào. Vậy con tôi đâu? Mong anh đừng gấp. Bác sĩ Tiền. Bờ ơi, không sao đâu, hết sâu vào, hết sâu vào. Đi lấy oxy đi. Dạ, dạ, dạ. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Hết sâu vào, hết vào, đừng lo lắng. Mà đi rót cốc nước được. Đừng lo lắng. Chị ơi, chị đừng hù tôi sợ. Không sinh được thì cũng đâu cần trộm con người ta. Trời ơi, đây là tội lớn đó. Tôi xin chị mau trả đứa nhỏ lại đi. Nếu không chị sẽ phải đi tù thật đó. Trong bụng chị còn một khối u nữa. Có thấy một người phụ nữ mặc đồ màu hồng đang bế một đứa trẻ không? Không thấy. Có thấy một người phụ nữ mặc đồ hồng đang bế một đứa trẻ không? Không thấy. Chị nhặt ở đâu? Nhặt ở đầu cầu thang. Đầu cầu thang. Được. Cô Thôi. Cô Thôi ơi, cô nhớ tôi không? Tôi có thể là mẹ đứa nhỏ không? Bác sĩ à, anh cho tôi ôm nó đi đi. Cô Thôi, cô suy nghĩ thử đi. Bà mẹ của đứa nhỏ, nếu không tìm thấy con mình thì sẽ lo lắng đến mức nào? Đứa nhỏ đã rất tội nghiệp rồi. Nếu như nó không thể về bên cạnh ba mẹ của mình thì càng tội hơn. Đưa nó cho tôi. Cho tôi. Cho tôi. Đúng. Đưa nó cho tôi. Con tôi. Con tôi ở đâu? Bác sĩ Tiền,
đã tìm thấy chưa? Tìm thấy đứa nhỏ chưa? Đây, đứa nhỏ, yên tâm, thấy rồi, tìm thấy đứa nhỏ rồi. Không sao đâu, đừng buồn nữa. Tôi không biết ôm. Anh có ôm không? Để tôi, đây, đưa tôi. Bé ơi, cẩn thận. Bé ơi, anh không cần, nhưng người khác thì cần. Anh, bé ơi. Dừng tay. Tìm được con cho anh rồi, sao anh còn đánh người? Ca phẫu sức môi cho đứa nhỏ có thể thực hiện trong chiều nay. Gì đó? Còn muốn đánh hả? Không phải, không phải. Bác sĩ Tả. Bác sĩ Tả. Làm gì đó? Đưa chiến thư hả? Không phải. Không phải, không phải. Đây là tiền bồi thường thuốc men. Hôm đó đổi cho tôi giận quá, tôi thành thật xin lỗi. Cái này. Bao lì xì hả? Phải. Không phải, là tiền bồi thường thuốc men. Cho anh. Đi, theo tôi. Đi theo tôi. Những lần khám thai sau, cô tốt nhất nên nhờ người nhà đi cùng. Bác sĩ Tả, chúng ta đang đi đâu vậy? Được, bác sĩ Tiền, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều. Chúng ta quen nhau được một thời gian rồi phải không? Dù tôi vẫn không biết nên gọi anh bằng gì, nhưng anh lại biết tôi là ai. Bây giờ tôi muốn cho anh biết tôi rốt cuộc là loại người gì. Giơ tay lên. Nhìn thấy không? Camera. Đã lấy ra rồi thì đừng lấy lại. Này. Nó. Gia đình bệnh nhân các người luôn nghĩ rằng bác sĩ chúng tôi không đưa tiền thì sẽ không chịu trách nhiệm, đúng không? Nhưng mà tôi nói cho anh biết, mỗi ngày tôi phải lo cho bao nhiêu bệnh nhân. Đây là 2.000 đô la. Tôi không quan tâm đó là 2.000 hay 20.000. Là đô la hay tiền Mỹ, đây đều là thiên chức của chúng tôi, anh hiểu không? Dù không có tiền thì tôi vẫn sẽ thực hiện tốt cả phẫu thuật. Anh làm như vậy là sỉ nhục tôi đó, cũng là sỉ nhục chính mình. Dù anh cũng nhận số tiền này thì nó cũng không phải là tiền hối lộ. Tiền này là do tôi đánh anh nên tôi mới bồi thường cho anh đó. Anh lại ồn ào nữa rồi. Anh muốn mọi người xung quanh đều nhìn tôi hả? Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, tôi hiểu không? Tôi thấy anh cũng không phải là loại người thiếu tiền. Nếu anh đã không yên tâm thì để tôi giữ nó giúp anh. Nào, hãy giơ tay lên. Qua đây, đúng. Nhìn lên camera rồi mỉm cười. Đúng rồi, bỏ vô. Sao vậy, không bỏ được hả? Được. Ok, phục rồi, tôi phục anh rồi, được chưa? Khoan, rút tiền ra. Giữ phong bì lại. Được, đây nhé. Được chưa? Làm tốt lắm, vậy mới đúng chứ, phải không anh bạn? Ca phẫu thuật sẽ mất khoảng 1 giờ. Anh cứ đợi đây. Được. Cảm ơn anh. Công nhận lần này Tả Hữu giỏi thật. Màn kịch cảm động này đã hoàn toàn chinh phục được mọi người. Ca phẫu thuật cũng diễn ra tốt đẹp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người nối nghiệp của chủ nhiệm chỉ sợ sẽ là cậu ta. Anh rể cô bây giờ là thái tử, sợ là sẽ không lên ngôi suôn sẻ được. Anh lo xa quá rồi đó. 2 năm nữa chủ nhiệm mới về hưu, anh lo sớm như vậy làm gì? Tôi nghe nói bạn gái Tả Hữu hôm đó có đến. Sao rồi, kể tôi nghe với. Đừng nói về chuyện này nữa. Tiền Tiểu Tiểu,
Mức độ tin cậy của cô trong tôi là âm 100 điểm. Tôi cảnh cáo anh, chuyện tối hôm nay anh dám nói với người khác thì không xong với tôi đâu. Được được được, cô không nói tôi thì tôi cũng không nói cô. Chúng ta hòa nhau có được không? Chuyện này liên quan gì tới tôi? Được rồi được rồi, bà đói rồi, nhanh lên nhanh lên. Anh rể, có vẻ như anh gặp áp lực rồi. Tả hữu có nhiều chiêu lắm đó. Dù anh ta luôn gặp rắc rối, nhưng cũng đều do anh ta tự tìm. Không sao, anh hoan nghênh sự cạnh tranh. Đây. Tả hữu, có phải người hôm đó chúng ta gặp không? Con nói rồi, là đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp thì đồng nghiệp, còn căng thẳng cái gì? Tư Hiền, hôm nào mời đồng nghiệp về, chúng ta cùng ăn bữa cơm rồi nói chuyện. Dạ được. Mẹ, mẹ coi, mẹ cũng biết công việc của chúng con mà. Bận lắm, nên chắc không được đâu. Phải rồi, em coi, bệnh nhân tiếp theo là người cần cắt bỏ tử cung vẫn chưa quyết định thời gian phẫu thuật nữa, đúng không? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Ai vậy? Bệnh nhân mà hai người vừa nhắc đó. Không lớn, chưa đến 30. Chị đã hơn 30 rồi. Tỷ lệ mắc bệnh này có cao không? Em yên tâm, nhà mình có tới hai bác sĩ, em sẽ không có chuyện gì đâu. Con gái, con có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không có, con chỉ hơi lo lắng. Không phải tháng trước chị vừa khám sức khỏe sao? Sam không nghe máy. Tôi nói các người, ăn xong rồi nói không được à? Thật tình, bà vừa nói gì đó? Làm sao? Các người cười cái gì chứ? Thật tình, mang cơm đi. Trong thời gian này, khoa phụ sản từ khi thành lập bệnh viện tới nay chưa từng xảy ra việc ngoài ý muốn nào. Tôi không nói nhưng chắc mọi người cũng biết. Dù không xảy ra tai nạn y tế nghiêm trọng, nhưng là gây ảnh hưởng xấu. Để chấn chỉnh lại đạo đức, xây dựng uy tín, kể từ hôm nay, mỗi buổi sáng đều phải kiểm tra từng phòng, không ai được nghỉ mà không có lý do. Tả hữu con ký kiến gì không? Không có, ba nói đúng, mọi thứ đều là lỗi của con. Ba mong con nghiêm túc kiểm điểm, lát nữa đi theo Tư Hiền kiểm tra phòng. Dạ. Được, bắt đầu kiểm tra phòng. Sao anh giống Tô Ngộ Không quá, luôn luôn gặp phải rắc rối. Phó chủ nhiệm Động mới là đại sư huynh, cậu ấy sắp trở thành Trư Bát Giới rồi, cô còn chọc ghẹo. Vậy chắc tôi là Quyển Liêm đại tướng. Sao cậu lại trong nhóm của tôi mà không đi theo chủ nhiệm? Ông ấy bảo tôi đi đâu thì tôi đi đó thôi. Có thể là anh là người nối nghiệp của khoa phụ sản nên muốn tôi học hỏi anh. Kỹ thuật của tôi chẳng phải là điều học từ chủ nhiệm sao? Được rồi, bây giờ mấy nói gì thì tôi nghe đó. Không ý kiến, không thái độ, không từ chối. Ông ấy là chủ nhiệm, tôi phải nghe lời ông, để khỏi mắc thêm lỗi, ăn thêm tát. Cậu đang kháng chiến tiêu cực, im lặng chống đối đó hả? Tôi vừa mới nghỉ phép về, chủ nhiệm lại đột nhiên đưa ra quyết định triển khai việc kiểm tra phòng bệnh. Cậu nghĩ đó là yêu cầu của bệnh viện sao? Điều này không tốt sao? Bệnh nhân sẽ nghĩ bác sĩ đều có tính chủ động. Tất cả nhân viên đều làm việc sớm 1 tiếng rưỡi. Quân sự hóa cách quản lý. Người lãnh đạo có uy nghiêm của lãnh đạo. Đó là điều cậu thấy sao? Tôi thấy cái gì không quan trọng. Quan trọng là lãnh đạo thấy gì. Tuân theo mệnh lệnh là nghĩa vụ người lính. Chúng ta là bác sĩ thiên thần, không phải binh lính. Nhưng ngại luôn buộc tôi làm bác sĩ như một người lính. Chỉ tiếc là bệnh viện quân y không có khoa phụ sản. Không cần thiết.
Được rồi, đừng có đưa cảm xúc này vào trong công việc. Dạ, ông phó chủ nhiệm. Tả Hữu gần đây có phải đang gặp chuyện gì không? Con không biết. Dạo này nó lạ lắm, không còn đòi chuyển ra khoa ngoại nữa. Hỏi cái gì, bảo cái gì cũng ngoan ngoãn đồng ý. Con giúp thầy tìm hiểu một chút. Thầy không nói con cũng không để ý. Gần đây anh ấy cứ tránh mặt cũng không nói chuyện với con. Hay là thầy tự đi tìm anh ấy đi. Con bảo thầy đi xin lỗi nó. Bỏ đi, chỉ khiến nó đắc ý hơn thôi. Dù đúng dù sai thì cũng bị đánh rồi. Để nó tự ngẫm đi. Cô, chừng nào mới sinh? Trong 2 ngày này thôi. Tốt thật. Đúng, khoảng 2 ngày nữa thôi. Ngày dự sinh là trong 2 ngày. Chị chuẩn bị tâm lý cho tốt. Thai nhi hoàn toàn bình thường, chị đừng lo. Nếu thai nhi chuyển động mạnh thì gọi cho tôi ngay, ok? Cảm ơn bác sĩ. Khách sáo. Đây, chị xem, chị còn 1 tháng nữa mới tới ngày dự sinh. Sao chị vào đây sớm vậy? Bác sĩ Đổng, anh quên rồi hả? Lần trước anh nói với tôi, nếu ở nhà mà cảm thấy không thoải mái thì có thể nhập viện trước rồi đợi sinh luôn. Chẳng phải 2 ngày trước anh nghỉ phép sao? Là cậu này. Phó chủ nhiệm, là tôi, là Tư Duy. Chị biết, số lượng giường có hạn, nên chiếm trước hả? Dậy sớm mới thành công, sinh con thì cũng phải xếp trước. Lỡ đâu, đến lúc đó thiếu giường chẳng phải sốt ruột hơn sao? Bác sĩ Đổng, tôi muốn xin anh một chuyện. Không biết, ngày 14 tháng 2, có thể cho tôi sinh mổ không? Không phải trường hợp đặc biệt, tôi luôn khuyến khích sinh thường vì nó tốt cho thai nhi hơn. Có trường hợp đặc biệt. Anh coi, ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân, theo âm lịch là mùng 2 tháng 2, rồng ngóc đầu lên là ngày lành tháng tốt, đại cát đại lợi. Tôi vất vả lắm mới sinh được đứa con, tôi chỉ muốn cả cuộc đời của nó đều được an nhàn thuận lợi. Anh coi, tôi có thể hiểu suy nghĩ của chị, nhưng để tôi nói chị nghe, vào ngày sinh mẹ con đều bình an, thuận lợi sinh con mới là đại cát đại lợi. Đừng chọn ngày sinh cho đứa nhỏ nữa được không? Thật ra không phải tôi, mà là chồng tôi. Chồng tôi rất coi trọng việc này. Anh ấy tin một mạng hai vận ba phong thủy. Anh xem, tôi gả gà theo gà, gả chó thì theo chó, tôi cũng đành theo mong muốn của chồng tôi. Nhưng chị cũng biết, ngày 14 tháng 2 sắp đến rồi, mà kế hoạch của chúng tôi cũng đầy. Bình thường thì đều phải hẹn đặt trước. Đầy rồi, phải chứng minh tôi chọn đúng ngày rồi. Bác sĩ Đồng, hãy suy nghĩ lại đi. Anh giúp tôi việc này có được không? Tôi thật sự không thể hứa với chị. Tình hình cụ thể thì đợi xem tình trạng thai như thế nào có được không? Bác sĩ Đồng, anh suy nghĩ lại đi mà. Suy nghĩ thêm chút đi. Hay vậy đi, ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Chị thấy sao? Ý kiến riêng ha. Ngày quốc tế phụ nữ. Sinh con trai thì sao ăn sinh nhật ngày quốc tế phụ nữ hả? Thật là. Cố Quỳnh. Xin chào bác sĩ Tiền. Cô tới rồi. Hồi phục rất tốt. Hôm nay có thể xuất viện rồi. Cảm ơn bác sĩ Tiền, mọi người tuyệt vời quá. Đời này của tôi không được may mắn như vậy. Kiếp sau tôi cũng sẽ nhiều mọi người trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Được, vậy hai người nghỉ ngơi cho tốt. Dạ được, dạ được, dạ được. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Thật sự cảm ơn bác sĩ. Đi thông thả. Được rồi. Em xem, anh đã nói không sao. Bác sĩ Tiền người ta cũng nói không sao. Em xem. Chị cảm thấy sao rồi? Cũng khá tốt. Người nhà nuôi bệnh rất vất vả, cứ để anh ấy ngủ đi. Dạ. Bác sĩ, ngày dự sinh của tôi đã trễ 2 ngày rồi, bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì. Tình huống như vậy cũng rất thường gặp. Đây, để tôi kiểm tra cho chị. Có đau không? Không sao cả, mọi thứ đều ổn. Như vậy đi, lát nữa anh dẫn bạn gái của mình đi siêu âm bi. Trong 2 ngày này đều có thể tiến hành dục sinh. Người nhà sản phụ.
Tôi nói, anh có nghe không? Cùng bạn gái anh đi làm siêu âm B, trong hai ngày nay đều có thể tiến hành dục sinh. Được, được, cảm ơn bác sĩ. Vậy có thể để bác sĩ Tả đỡ đẻ không? Tìm cậu kia. Hai người quen nhau hả? Không quen biết. Người tôi nói là chủ nhiệm Tả. Chủ nhiệm Tả, hôm nay có cuộc họp. Có thể anh phải đợi đến ngày mai. Được rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Nó trông giống ai? Giống em. Không, giống anh. Giống ba nó. Không tệ nha. Không sao đâu, nằm xuống, nằm xuống. Gần đây phản ứng của cô khá tốt, thân nhiệt cũng bình thường, vài ngày nữa cô có thể xuất viện rồi. Bác sĩ Tiền, cảm ơn cô. Cảm ơn, cảm ơn, lần này nhờ có cô. Thằng bé thật là ngoan. Đúng vậy, đừng lo lắng nữa. Cảm ơn cô. Không sao, không sao, nghỉ ngơi cho tốt. Đi thôi. Cảm ơn mọi người, nghỉ ngơi tốt. Được, cảm ơn. Cậu kết hôn lúc nào đó? Lúc trước cậu còn nói với tôi muốn đổi nghề quay phóng sự gì đó, quay sao mà đứa nhỏ sắp ra đời luôn rồi. Được đó. Tôi mà kết hôn chẳng lẽ không nói cậu biết. Đó là vợ người khác. Cậu làm bụng của vợ người ta to lên. Bên nhau tới bây giờ còn muốn sinh đứa nhỏ ra. Gan cậu to thật đấy. Chồng quấy ở nước ngoài. Cậu điên rồi hả? Làm nghệ thuật không xong chuyển sang chơi phụ nữ có chồng hả? Ai nói là của tôi? Gạt cậu đó. Tôi chỉ đang thực hiện bước ngoặt cứu nguy, đi quay phóng sự trước, phục vụ quần chúng. Nói thì nói hết câu đi. Chuyện là thế này. Tôi đã mở một công ty. Cái gì mà tiệc kết hôn, tiệc đi hôn, tiệc sinh nhật, miễn là những việc cần quay phim thì tôi đều nhận. Người bên trong là khách của cậu, thông minh. Cô ấy sinh con, chồng là ở nước ngoài nên thuê tôi làm chồng thời vụ. Đó là việc phụ. Việc chính của tôi là quay lại toàn bộ quá trình sinh nở. Vậy nên cậu đến tìm ba tôi là để đỡ đẻ hả? Người giang hồ gọi ông là Tả Xảo Thủ, được ông Tả Thịnh Đức tự tay đỡ đẻ thì vinh dự biết bao nhiêu. Tôi nói đúng không? Rồi sao lại giả bộ không quen biết tôi? Có lỗ không? Nói chuyện chính. Chuyện chính, lúc nãy tôi nghe được có thể sẽ mổ bụng. Anh nói lúc đó tôi có thể vào quay không? Nếu tôi không thể thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ hổ thẹn với đảng và nhà nước đã giao sứ mạng vẻ vang đó cho tôi. Vậy thì sao? Cho nên cậu mới là người không phải chuyện chính. Cậu nghe, tôi không quen cậu. Cậu vào phòng phẫu thuật, tôi đứng cạnh quay lén, không gây phiền phức cho cậu. Quá tốt. Ai cho cậu vào? Anh em, nếu cậu không hứa với tôi, vậy thì ngày nào tôi cũng đến nhà cậu ăn chừng. Trái quy định, tuyệt đối không được. Cậu chỉ cần mở một mắt rồi nhắm một mắt. Tôi đã chuẩn bị xong thiết bị rồi. Tôi là dân chuyên nghiệp. Dân chuyên nghiệp. Tôi không quan tâm chuyên nghiệp hay không. Không ai được phép vào phòng phẫu thuật, cậu hiểu không? Ngày mai ba tôi sẽ tiến hành dục sinh. Làm hôm nay đi. Lỡ ngày mai không chuyển dạ được thì phải làm sao? Đến lúc đó cậu muốn giúp cũng không giúp được tôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Hôm nay sẽ lên lịch dục sinh. Nếu là sinh thường thì tôi sẽ đỡ, để đến khi đó cậu cũng thuận tiện hơn. Nhưng mà tôi cảnh cáo cậu trước, nếu như không thể sinh thường mà cần mổ lấy thai thì cậu phải rời khỏi phòng sinh ngay, có hiểu không? Ok. Vậy đi, cậu để tôi đặt thiết bị vào trước nhé. Thiết bị của tôi rất chuyên nghiệp, tuyệt đối không ảnh hưởng đến cậu. Ngu ngốc.
Có chuyện gì đó? Anh gần đây không giống gì hết. Anh ăn sáng chưa? Anh cười giả quá đó. Anh tiêm thân gọn mặt chưa? Để tôi xem thử. Thà không nói còn hơn nói to. Ý anh là sao? Thật vô vị. Đúng rồi, Triệu Nhất Minh nói tối nay chúng ta cùng đi chơi. Giờ tôi nhắn với cô, nếu cô có hứng thú thì đi, không hứng thì khỏi đi, không ai ép. Anh đang mời tôi hay là đuổi khéo tôi đó? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đi làm gặp cô, tăng làm cũng gặp cô. Lỡ tối nay lại xảy ra chuyện gì, ông già sau này biết được tôi lại bị mắng nữa. Triệu Nhất Minh đòi gặp nhau có liên quan gì tới anh? Hơn nữa thầy biết cái gì? Tôi đang nói chuyện với anh đó. Đàn ông lại mắc bệnh công chúa, chả hiểu kiểu gì. Chào mọi người. Sao rồi? Bác sĩ Tả đã tiêm oxytocin rồi nhưng không có phản hồi. Bao lâu rồi? Đã hơn một tiếng rồi nhưng tim thai bình thường, không có phản ứng đặc biệt. Không thể nào. Để tôi sờ bụng chị xem. Đau không? Không đau. Có co thắt không? Không có. Không sao. Nào. Chẳng lẽ là bầu na ra? Lúc cần ra thì lại không chịu ra. Anh có biết nói chuyện không đó? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đừng ngột. Cổ tử cung chưa giãn nở hoàn toàn. Cần mổ lấy thai. Thư giãn không sao đâu, tôi đi chuẩn bị một chút. Đê tá giúp chị chuẩn bị trước phẫu thuật, chuyển tới phòng mổ. Bác sĩ, tôi có sao không? Đừng lo, không sao đâu, có tôi ở đây. Chuẩn bị các thông tin liên quan. Được, làm theo quy định thôi, cần chữ ký của chị, cố lên. Tình trạng rất nguy hiểm, cậu mau ra ngoài. Cậu có chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện gì không? Đừng làm tôi sợ. Y tá. Y tá. Y tá. Y tá. Y tá. Chuyện gì đó? Chuyện gì đó? Chị sao vậy? Tôi đau bụng quá, kiểm tra giúp tôi chứ. Dạ phòng sinh, sắp sinh rồi. Được, gọi bác sĩ Tả. Đừng lo lắng, thư giãn đi. Nhanh lên, phòng phẫu thuật cần cô giúp. Có chuyện gì sao? Tiêm thai bình thường, thai nhi trưởng thành vào tới xương chậu, nhưng đã trễ hơn ngày dự sinh ít nhất 10 ngày. Sản phụ nhớ nhầm rồi. Sản phụ nhớ nhầm rồi, không phát hiện lượng nước ối giảm. Tôi đã tiêm thuốc dự sinh nhưng không có phản ứng. Cần mổ lấy thai ngay, nhanh lên. Nếu không thai nhi sẽ gặp nguy hiểm. Sản phụ không nhớ được, còn gia đình thì sao? Bác sĩ Tiên, tôi có việc có gì nói sao? Điền nhụy sắp sinh không kịp rồi. Thêm người nữa hả? Bác sĩ Đổng, bác sĩ Mã đâu? Ở phòng khám cậu không kịp. Cô đi chuẩn bị phẫu thuật đi, tôi sẽ đến ngay. Người tính cũng bằng trời tính. Dùng sức, dùng sức. Dùng sức đi. Dùng sức, dùng sức. Dùng sức. Sao bác sĩ còn chưa tới, tôi không chịu nổi rồi. Tới rồi đây. Yên tâm đi, không sao đâu, có tôi ở đây. Tim thai bình thường, huyết áp bình thường, để tôi xem. Tại sao lại là bác sĩ nam? Tôi không muốn bác sĩ nam. Tìm một bác sĩ nữ đến cho tôi. Cô có muốn sinh hay không? Kế bên còn một ca phẫu thuật đang chờ tôi kìa. Cổ tử cung đã mở, lượng nước ối không còn nhiều, nhưng lại sinh không ra. Đừng giận tôi không muốn anh đỡ đẻ. Tôi không muốn anh đỡ đẻ. Cô cứ như vậy đứa nhỏ không ra thì người đã chịu trách nhiệm. Hết sâu, dùng sức, nghe tôi chỉ huy, tin tưởng tôi được không? Hít sâu vào, sau đó dùng sức đặng. Nào, nghe tôi nói. Một, hai, răng.